Tôi đã từng sử dụng thiết kế và thi công của Mark Home. Tôi rất yên tâm và hài lòng từ kiểu dáng thiết kế cho đến chất lượng thi công. Tôi yêu Mark Home. tôi là Chu và hôm nay thì tôi đến với Mark Home thì tôi đã lựa chọn được cho mình những cái đồ nội thất rất là giá phải trang và nó rất là đẹp. đặc biệt nữa là nhân viên ở đây thì tư vấn rất là nhiệt tình. Nên là rất là mong uh, Smart Home sẽ được uh, thành công trong uh, cái uh, bước đường uh, mà maxon hôm nay khai trương và ngày càng sẽ thành công hơn nữa. Cảm ơn mọi người. À, qua một uh, vài lời giới thiệu của một số người bạn của Phương thì Khanh Phương đã tình cờ đến với uh, uh, trang thiết bị uh, nội thất của Max Home. Và sau một khoảng thời gian sử dụng thì Khanh Phương cảm thấy là uh, uh, nội thất ở đây rất là tốt, chất lượng và cảm giác như là độ bền nó rất, 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 là cao và đặc biệt là giá cả rất là phải chăng và phù hợp cho nên là Khánh Phương cảm thấy rất là hài lòng về những cái trang thiết bị nội thất của Chào mừng quý vị và các bạn có trở lại với kênh youtube của Mark Home Ngày nay chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một trong những công trình hai tầng hệ mái Nhật mang phong cách hiện đại được Mark Home thiết kế thi công trọn gói cho gia đình nhà anh Nguyễn Công Định, địa điểm ở tại Minh Đức, tứ kỳ hải dương tại khu vực tứ kỳ hải dương mắc hôm đang thi công chọn gói rất là nhiều các công trình nếu như quý vị và các bạn có thời gian hãy theo chân tôi chúng ta sẽ cùng nhau tham quan qua những công trình mà mắc hôm đã làm xong rồi hay là những công trình mà mắc hôm đang triển khai thi công để chúng ta có được cái nhìn có được cái nhất định đúng về các cái nhân lực thợ cũng như thể vật tư vật liệu trong suốt quá trình thi công chọn gói À, trước đi vào chương trình công trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại, Mark Home đã phủ sóng trên khắp 63 tỉnh thành ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ tỉnh thành nào. Chúng ta chỉ cần nhắc máy lên liên hệ đến số cá nhân của tôi 096 445 8858 hoặc 09240 99 999, hoặc 0881 33 333. Đây là ba số hotline chúng tôi có Zalo sẽ hỗ trợ quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm. À, thứ bảy là chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Nếu như chúng ta muốn xem qua cái phần báo giá và các công trình Mark Home đã thi công rồi, chúng ta hãy truy cập vào trong website Mark Home. Tên miền là group vn hoặc là thiết kế thi công chọn gói trong com ở trên này mà hôm có rất nhiều cái cách để liên hệ một là chúng ta nhắn tin qua fanpage Facebook này nếu như chúng ta bên nước ngoài có thể nhắn tin qua đường link Facebook tên là công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng macro home đấy mà hôm chỉ có duy nhất một đường link Facebook này có 50.000 người đang Follow nên là chúng ta hãy nhắn qua đây và uh, nhắn trong cái mục tin nhắn này để gọi được các bạn nhắn tin một cách cụ thể hơn ngoài ra quý vị và các bạn muốn xem qua phần báo giá đơn giá vật tư vật liệu chúng ta hãy kéo xuống cái mục kinh nghiệm thi công đây mục kinh nghiệm thi công gần ở mục cuối cùng. Đây kinh nghiệm làm nhà vào trong mục báo giá xây dựng nhà chọn gói năm 2023. Trên này Mark Home có update rất rõ ràng cái cách tính tiền thi công chọn gói một một ngôi nhà. Chúng ta sẽ tính tiền theo hai hình thức, một là nhân theo mét vuông sàn, nhưng mà đây là cách mà tôi khuyên quý vị và các bạn không nên áp dụng bởi vì nó không chính xác, bởi vì muốn biết một ngôi nhà chúng ta phải biết được ngôi nhà đấy dài rộng như thế nào, bên trong có ngăn chia bao nhiêu tường bao, sắt thép trong nhà sử dụng như thế nào. Còn nếu như chúng ta lựa chọn theo biện pháp tính theo mét vuông thì nó rất là tù mù sau này rất dễ dàng cãi nhau trường hợp này thì quá quá nhiều đơn vị người ta đã làm và xảy ra những cái tình trạng xích mích rồi nhưng mà với Mac hôm thì chúng tôi sau khi chốt xong thiết kế chúng tôi sẽ bóc tách khối lượng vật tư vật liệu nhà mình và áp cái đơn giá trên này vào thì nó sẽ chính xác tuyệt đối không bị phát sinh cái quan trọng nhất trong quá trình làm nhà đấy chính là chủ nhà rất sợ phát sinh làm được điều này thì đòi hỏi chúng ta phải rõ ràng về khối lượng rõ ràng với đơn giá ngay từ ban đầu đấy quý vị và các bạn có thể tự mình kiểm tra qua đấy xem qua và nhận xét xem đánh giá xem cái đơn giá mắc hôm cái vật liệu mắc hôm sử dụng đã cao cấp hay tốt hay chưa đấy và tự mình sau này sẽ chỉ định còn nếu như chúng ta thấy rằng các vật liệu nào giá cao chúng ta gạch sang một bên chúng ta tự cung cấp đều được mắc hôm vẫn thi công một cách bình thường nên quý vị và các bạn luôn luôn yên tâm đã lựa chọn mắc hôm rồi thì chúng ta sẽ biết cái quy trình mà hôm trong suốt 12 năm nay nó đã quá thuần thục rồi bởi vì hàng năm chúng tôi thi công hàng nghìn hàng nghìn công trình trên khắp cả nước nên là cái quy trình hay là các cái bước chúng tôi làm nó rất là rõ ràng rồi quay trở lại mẫu nhóm này, chúng ta thấy rằng đây là một công trình mang đậm phong cách thiết kế của Mark Home. Với Mark Home chúng tôi không tập trung làm những công trình quá cao cấp, quá nhiều tiền. Rất nhiều người thường hay gọi điện thắc mắc với tôi rằng tại sao anh không lên các video những công trình lâu đài, những công trình biệt phủ hay những công trình biệt thự xa hoa mà chỉ tập trung vào những công trình nhà vườn. Đấy là cái sứ mệnh của Mark Home. Bởi vì mới với Mark Home chúng tôi, chúng tôi sẽ xây dựng những công trình mà mọi người dân đều có tầm tài chính, đều khả năng có thể xây được. Đó mới là điều khó. Cái khó nhất trong một người làm nghề đấy chính là biến cái bộ hồ sơ bản vẽ chúng ta thành hiện thực, thành một ngôi nhà thực tế để chúng ta có thể là gì ạ? Dạ, trải nghiệm một ngôi nhà thực tế đấy nó đẹp hơn hay là nó tốt hơn ở trong cái phần hồ sơ thiết kế của chúng ta hay không. Thì thật nhìn công trình này đang thiết kế theo phong cách hiện đại và hệ mái Nhật được lựa chọn là gam màu lạnh đấy một số những cái thông tin như vậy thôi chúng ta nhìn qua chúng ta sẽ biết được thế thì nhiều người mới vào kênh thì sẽ không biết cách nhận biết được vậy thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người một cái cách để chúng ta à, biết sơ qua những cái thông tin vừa rồi trước khi thiết kế một ngôi nhà hay trước khi xây nhà chúng ta phải lựa chọn cái đầu tiên là cái phong cách bởi vì phong cách thiết kế nó là cái bao quát lớn nhất nó là cái bao quát tổng thể nhất lên một ngôi nhà thế thì trong một ngôi nhà chúng ta có ba phong cách chủ đạo một là phong cách hiện đại. Phong cách hiện đại là sử dụng những cái hình kính hà, những hình vuông, hình chữ nhật giống như trong công trình này. Nó rất đơn giản, thôi, thế nên là nó thi công rất là tiết là tiết người ta làm rất là nhanh. Thứ hai là phong cách tân cổ điển Tân cổ điển có nghĩa là phong cách đấy đã được cách tân đi rồi Đã lược sơ lược hóa phù điêu phào chỉ đi rồi Nó chỉ còn một chút ở trên những cái đầu cột Trên những bát cột của chúng ta Để ý một chút để chúng ta sẽ thấy được Và phong cách thứ ba Đấy chính là phong cách cổ điển classic Chúng ta thường hay thấy trong những căn lâu đài đấy, Phong cách này thì rõ ràng cái chi phí của nó rất là cao Bởi vì một mét vuông đắp phù điêu phào chỉ của chúng ta Nó tốn kém rất là nhiều Bởi vậy chúng ta phải biết cách lựa chọn cái tầm tài chính Nó phù hợp với lại phong cách gì Tiếp tục đến cái phần thứ hai là cái phần lựa chọn hệ mái thì rõ ràng trong những ngôi nhà vườn chúng ta có 3 hệ mái điển hình. Một đây là hệ mái bằng, hệ mái bằng ở chúng ta thường hay thấy trong những căn villa biệt thự nhưng mà với khí hậu Việt Nam của chúng ta nó không phù hợp với hệ mái bằng bởi vì mùa hè thì nắng nóng, mùa đông thì rất là lạnh và đặc biệt là cái lượng mưa phùn khá là lâu nó sẽ gây lên các hiện tượng như rêu mốc, như nắng nóng, nóng nó ảnh hưởng trực tiếp đến những người sử dụng trong ngôi nhà. Biện pháp thứ hai chúng ta đang sử dụng đấy chính là hệ mái nhặt đầy, công trình này gọi là hệ mái nhật hay cái tên khác gọi là hệ mái lùn hệ mái nhật như thực tế của nó là nó chỉ là đổ bê tông diện phương nằm ngang sau đấy chúng ta lợp về kèo dán ngói rất đơn giản thôi tuy nhiên nó lại có một cái vẻ đẹp rất là bình dị rất là nhẹ nhàng và nó toát lên được vẻ sang trọng giống như mọi người xem qua công trình này nó không cần cầu kỳ nhưng mà nhìn vào đấy nó thấy được một cái cảm xúc một cái vẻ đẹp mà chắc chắn rằng ít đơn vị nào có thể làm được một công trình nó đẹp như thế này và thứ ba đó chính là hệ mái thái mái thái thì cái đặc điểm dễ dàng nhận dạng nhất đây chính là nó có phần bê tông mái vát và có phần đốc xây thu hồi về chi phí thì rõ ràng phần bê tông mái vát nó sẽ chi phí cao hơn bởi vì nó phải nhân với hệ số 1.5 đấy trong xây dựng thì những cái gì đổ vát đổ chéo thì chúng ta sẽ nhân với hệ số là 1.5 tiếp tục đến một cái thứ hai chúng ta cần chọn đấy chính là gam màu à mỗi một gia chủ mỗi một mệnh chúng ta sẽ có một gam màu phụ trợ cho tuổi của mình thế thì chúng ta có ba gam màu chủ đạo một là gam màu nóng hai là gam màu lạnh và ba là gam màu trung tính đấy, gam màu lạnh của chúng ta sử dụng màu xanh màu ghi những màu sắc nó mang sắc thái nhẹ nhàng đây mọi người thấy này quản lý màu sắc trong một ngôi nhà khó hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta vị trí nào chúng ta sơn một chút rất nhiều người thằng hay nghe lời thợ ấy, mà bắt đầu sơn ví dụ như cái đầu cột này lại sơn đỏ phía dưới sơn xanh đấy, và phía bên dưới tường lại sơn màu vàng tức nhiều người đang bị một cái quan niệm là nhà phải có màu như vậy là sai hoàn mà toàn màu sắc ở đây cái khó nhất là chúng ta phải ghim được cái màu quản lý được màu sắc và lưu ý cho tôi một cái điều bất di bất dịch là không sử dụng màu sống hay còn gọi là màu tươi. Màu sống, màu tươi đây chính là bảy cái màu cơ bản nhất của chúng ta. Chúng ta hạn chế sử dụng bởi vì màu tươi phối màu vào trong công trình bao giờ nó cũng sẽ rất là xấu bởi vì nhìn nó rất là đanh, nó rất là sắc cái màu. Mà màu sắc chúng ta là phải là màu sắc pha trộn. Trong mỹ thuật, trong hội họa chúng ta để ra được một cái màu chúng ta phải trộn qua rất nhiều các loại màu thì chúng ta mới ra được cái màu đấy gọi là cái màu trong hội họa và trong sơn màu ngôi nhà cũng vậy thôi nó cũng không khác gì là trong hội họa một bức tranh chúng ta cũng phải phối nhiều những cái gam màu lại mới có thể tạo ra được một cái màu chính của chúng ta ví dụ như màu xanh này màu xanh này không đơn giản là chúng ta chọn màu xanh nữa mà nó được phối bởi rất nhiều màu mới ra được màu xanh ghi như thế này và nhìn nó rất đẹp nó không bao giờ được lỗi thời à, theo một cái cách giải thích khác ấy, tức là khi mà chúng ta nhìn vào màu sắc một cái công trình nó sẽ qua một cái lăng kính lăng kính ở đây có thể là ánh sáng mặt trời có thể là không khí có thể là bụi có thể là nắng có thể là gió thì nó mới ra được cái màu sắc thế nên là nó có những cái khúc xạ bức xạ thì chúng ta mới nhìn ra được cái ngôi nhà đấy nó đẹp đúng không ạ nó lung linh nó huyền ảo chứ còn nếu như chúng ta chọn những cái màu sắc cơ bản chúng ta sơn vào để khẳng định nhìn một chút thôi là nó đã chói mắt rồi Đấy, và cái màu thứ hai là gam màu nóng gam màu nóng chúng ta sử dụng đấy là màu đỏ màu cam màu vàng màu tím nhưng màu sắc nó rực rỡ hơn và thứ ba là gam màu trung tính gam màu trung tính thì chỉ gồm duy nhất hai màu là màu trắng và màu đen thôi nên là những người mà lựa chọn gam màu trung tính á, là những người rất là khó tính và người ta rất am hiểu về nghệ thuật nên là người ta chọn cái màu không ai giống ai Đấy, thường là trong những ngôi nhà của mình thì ít nhất chúng ta sẽ có ba màu ba màu nhìn nó sẽ đẹp hơn. Ngôi nhà này có một cái điểm đặc biệt đấy chính là có sử dụng cái phần ống khói. <laughs> Nhiều người nói rằng là khí hậu Việt Nam với lại các công trình tại Việt Nam để sử dụng ống khói làm gì? À, thực sự đây là một hình thức trang trí thôi, một hình thức tiểu tiết trong các công trình thiết kế các bác hôm ấy, Tôi luôn nhấn mạnh các kiến trúc sư của tôi rằng chúng ta hãy nhớ xử lý cái phần tiểu tiết trên diện mái, trên diện mặt sàn của chúng ta. Với những ngôi nhà nào mà cái diện mái nó quá lớn, nó quá dài như thế này thì chắc chắn chúng ta phải xử lý một là chuồng cu hai là ống khói nó không tốn nhiều tiền nhưng nó sẽ cho chúng ta vẻ đẹp nó sẽ cho chúng ta những cái bắt mắt hơn bởi vì nếu như chúng ta chỉ chụp một cái hệ mái lên trên đỉnh ngôi nhà thì nhìn nó rất là nhàm chán nó vừa dài nó vừa rộng trông nó lại vừa bẹt nhưng mà chỉ cần xử lý một chút thôi một chút nghệ thuật ở trong đấy một chút cái điệu đà trong đấy ví dụ như ống khói và cái trùng chim ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng nó rất đẹp đấy, mục đích của nó không phải là để chúng ta uh, thoát khói như để các nước phương tây như các nước xứng lạnh mà mục đích nó chỉ mang hình thức là trang trí thôi phía bên tay trái chúng ta đây có một phần sân chơi Đấy, phần sân chơi ở đây chúng ta có thể đặt một vài cái bộ ghế nướng bbq Đấy, hệ đế chúng ta đã sử dụng là hệ bậc ngũ cấp đúng rồi các thiết kế của mark home thì tôi luôn nhấn mạnh rằng chúng ta đừng quên đừng bao giờ quên hãy làm hệ bậc ngũ cấp cho tôi bởi vì khi chúng ta làm cái phần đế chúng ta cao lên ấy, thì ngôi nhà nó sẽ đổ sộ hơn trông nó sẽ ăn nhập hơn và cái tỷ lệ phần đế phần thân phần mái chúng ta nó sẽ tốt hơn Đấy, rất nhiều người tiếc tiền lại nghe lời thợ nói rằng là nhà mình cần gì cao lại cần gì cao bước lên bước xuống cho nó mệt nên là làm bậc nhất cấp hay bậc tam cấp sau này đến lúc mà đi vào trong sử dụng mới thấy rằng cái lời tôi khuyên là đúng bởi vì tôi làm quá nhiều công trình rồi 12 năm trong nghề tôi đã xây hàng nghìn hàng nghìn công trình lớn bé khác nhau nên là cái nào đẹp tôi sẽ nói trong video những người đã theo dõi video của tôi thì dĩ nhiên những người đấy đã có rất nhiều kiến thức những kiến thức rất là tốt bởi vì tôi đã tích góp được trong quá nhiều năm À, cái bậc ngũ cấp này nó có ba cái tác dụng của chúng ta thứ nhất là nó bổ trợ về phong thủy ở một ngôi nhà chúng ta gọi hệ bậc ngũ cấp là kim mộc thủy hỏa thổ tức là ngũ hành cho một ngôi nhà ngôi nhà đầy đủ ngũ hành nhưng ngôi nhà đấy sẽ vượng khí hơn rất nhiều cái thứ hai là chúng ta biết được cái tỷ lệ cân xứng phần đế phần thân phần mái đây quý vị các bạn thấy là phần đế chúng ta không bị lùn quá so với lại chiều cao phần thân và so với lại chiều cao phần mái và đặc biệt cái thứ ba cái thứ ba chúng ta thường để ý đấy chính là chắc chắn cái đường trước nhà chúng ta sau này sớm hay muộn người ta cũng sẽ tân cao được bởi vì hàng năm hàng năm chúng ta trải qua thì cái đường phía trước nhà chúng ta sẽ càng được uh, tôn tạo hơn và bồi đắp hơn đấy, bởi vì là nó đi theo những cái trục đường chính thì các trục đường nhánh chúng ta cũng phải dần dần uh, tu sửa cải tạo nhiều người nói rằng là nhà tôi tận trong ngõ trong xóm bé như vậy thì làm gì nhà nước chúng ta quan tâm nhưng khác hoàn toàn nông thôn mới ngày nay tất cả các đường người ta đều mở rộng ra người ta đều đổ bê tông và dần dần sẽ đổ nhựa đấy chúng ta biết rằng đấy là một trong những, những cái quy trình xã hội ngày càng phát triển thì chắc chắn đấy. cách chúng ta nhìn nhận trước đây với bây giờ nó khác nhau rồi và công trình này quý vị và các bạn lưu ý cho tôi này có những vị trí bồn hoa Đấy, bồn hoa là một trong những vị trí trang trí mà hiện tại rất nhiều người đang sử dụng đặc biệt là trong những công trình biệt thự vườn tuy nhiên để xử lý nó để xử lý những vị trí bồn hoa nhớ cho tôi là phải trông thấm cái chúng ta không được quên là chat chát gạch cho nó dày một chút và hai nữa là chống thấm. rất nhiều người xây ốp bên ngoài bồn hoa rất đẹp rồi phía bên trong cứ để gạch thô. mà gạch thô khi chúng ta đổ nước đổ đất vào thì nó sẽ thẩm thấu từ dưới móng thẩm thấu lên và sau một thời gian nó sẽ bị ố tường. đấy, nó không ố ngay mà chắc chắn sau hai ba năm sau nó sẽ bị ố dần. thế nên là cái cách chúng ta làm nhớ cho tôi là cái bồn hoa vẫn phải chát rất dày. chát xong xử lý chống thấm y như chống thấm ban công chống thấm nhà vệ sinh chống thấm bằng nhiều lớp bằng xycapua hay bằng màng bảo vệ để chúng ta biết được là gì. sau cho đất vào là nó sẽ không bị thấm ngược vào chân móng chúng ta. Và có một điều thứ hai là rất nhiều người hay quên đấy chính là xử lý mối mọt trước khi xây dựng nhà. À nhiều người nói rằng là nhà bằng bê tông cốt thép thì lấy đâu ra mối mọt sai hoàn toàn. Mối mọt nó vẫn ăn được trong tường bởi vì tường chúng ta cấu tạo là đất nó là đất nung bản chất mối mọt nó rất thích ăn những cái mạch trong tường rất thích ăn vữa và nó cắn rất mạnh đấy rất nhiều ngôi nhà tôi thấy rằng xây biệt thự xây biệt phủ lâu đài nội thất gỗ tự nhiên rất đẹp rất lung linh nhưng mà chỉ sau một thời gian nó bị mối mọt nó xâm thực rồi nó xử lý rất là nhanh và tốn kém để chúng ta làm lại thế nên là gì ạ người ta nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh tức là chúng ta xử lý trước khi chúng ta cuốc móng nhá chúng ta cuốc móng xong rồi chúng ta xử lý một lần chống mũi mọt đi vào nhà mới chúng ta xử lý một lần và cứ sau 1 đến 2 năm chúng ta xử lý một lần khẳng định mỗi một cái chi phí đấy nó rất là tiết kiệm chỉ rơi vào tầm mấy trăm nghìn đến một hai vài triệu đồng thôi nhưng mà cái hiệu quả nó mang lại rất là tốt vậy mọi người lưu ý cho tôi đừng tiếc tiền những cái đó những cái gì tôi đã tư vấn trong các video này mọi người chú ý công trình này đang sử dụng với phần cửa nhôm là nhôm hệ sinh pha toàn bộ công trình bắc hôm đều sử dụng nhôm hệ sinh pha cao cấp trên thị trường hiện tại có rất nhiều dòng nhôm hệ nhôm hệ việt pháp nhôm hệ pma nhôm hệ sinh pha nhôm hệ aero window thì trong đấy nhôm hệ sinh pha là một trong những dòng phổ thông được đa số nhiều người đón nhận bởi vì nó bền chi phí nó phù hợp và sử dụng nó cũng rất là tốt phần cửa chính này đang sử dụng là cửa gỗ tự nhiên tuy nhiên là tôi đã nhắc rất nhiều rồi với khí hậu việt nam đặc biệt với khí hậu miền bắc chúng ta đừng nên sử dụng cửa gỗ tự nhiên mới ban đầu thì nhìn nó đẹp thật nhìn nó hoành tráng thật nhưng mà chỉ được hai ba năm bắt đầu nó cong vênh bắt đầu nó co ngót bắt đầu nó nứt theo các thớ thì sau này đi xử lý không thể xử lý được bởi vì nó là chất liệu gỗ tự nhiên nó không phải là một chất liệu như nhựa như là nhôm hay như là sắt chúng ta có thể sơn lại là được nhưng chất liệu gỗ một khi nó đã cong vênh rồi thì gần như chỉ có vứt đi thôi không thể nào làm lại được không thể nào bỏ đi được đấy quý vị và các bạn lưu ý cho tôi những cái mà tôi đã tư vấn trong cái video còn đây là góc buổi tối chúng ta nhìn nếu đẹp hơn nhá chúng ta có thể đắp một cái bức tranh ở đây Đấy, bức tranh hiện đại thôi Đừng làm những bức tranh cổ điển quá Chúng ta làm một bức tranh hiện đại Làm một điểm nhấn gắn một hai cái đèn treo đây Và thêm một vài cái đèn chùm, đèn tròn ở đây Đấy, thả xuống đây treo một vài giỏ phong lan Đặt một cái bộ ghế ngồi đây Nhìn nó bao phê rồi Nhìn xung quanh mọi thứ nó yên bình Mọi thứ nó đẹp một cách bình dị Đấy là cái cách để chúng ta trang trí thêm ngôi nhà của mình rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua hiện trạng. À trước khi xem qua hiện trạng chúng ta để ý này, cái cổng sân vườn hàng rào cũng là một phần không thể thiếu không thể tách rời. Đối với lại ngôi nhà của mình, rất nhiều người thường hay làm một cách vô lý vô duyên, tức là chúng ta bên trong thiết kế theo phong cách hiện đại, bên ngoài lại sử dụng cửa nhôm đúc rồi sử dụng phủ điêu hoa văn trên cái diện tưởng chúng ta. Nhiều người nghĩ như vậy là đẹp nhưng nó sai hoàn toàn. Cái phong cách là cái phải được lặp đi lặp lại trong ngôn ngữ thiết kế chúng tôi gọi đó là tông trật tông, có nghĩa là vật liệu được lặp đi lặp lại màu sắc được lặp đi lặp lại và cái ngôn ngữ vật tư vật liệu chúng ta cũng sẽ được lặp đi lặp lại ví dụ như cái màu mái ngói chúng ta đang là màu xanh ghi trong nhà thì bên ngoài phần cổng sân vườn hàng rào cũng là màu xanh ghi cái tường của chúng ta đang là tường sơn trắng có gân phào chỉ thì bên ngoài diện tường hàng rào chúng ta cũng là sơn trắng có phào chỉ đấy mọi thứ nó cứ lặp đi lặp lại như vậy nó rất là dễ dàng rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua hiện trạng ngôi nhà này đây là khuôn viên khu đất hiện trạng phía trước chúng ta có một đường giao thông đường làng tuy nhiên đã được đổ bê tông rồi. Đấy quý vị và các bạn nhìn xem đúng không? Đấy những cái gì tôi nói này. Trước đây thì đường làng nó chỉ là đường đất nhưng bây giờ mọi người đã đổ bê tông hết rồi. Có rãnh thoát nước này, đấy, có hàng rào mọi thứ càng ngày nó càng nâng cấp lên. Và khuôn viên khu đất của gia đình chúng ta cũng khá là vuông vắn, khá là đẹp. Đấy. Còn đây hiện trạng, đây là giáp danh đất hàng xóm này. Đấy, còn đây là hình sổ chúng ta. 444 mét vuông khá lớn rồi. Ở miền quê mà chúng ta có một cái diện tích như thế này là quá tuyệt vời rồi. Đấy. Còn đây là hôm đi về ký kết hợp đồng thì chúng tôi đã sơ phát qua, các kiến trúc sư đã sơ phát công trình của chúng ta tọa độ như thế nào, trục đường ra làm sao, các cạnh diện tích như thế nào. Đây là đo sơ bộ, còn dĩ nhiên chúng ta sẽ đo bằng Flycam. Còn đây là mặt bằng bóc tách mái ở trên tầng 2, chúng ta xem qua trước tầng 1 đi. Đấy, xem qua tầng 1 này. À, ngôi nhà này lại được thiết kế theo phong cách địa trung hải. Một trong những phong cách mà người Á Đông chúng ta sử dụng rất là nhiều. Ở bên ngoài phong cách hiện đại, nhưng phía bên trong chúng ta lại có một trong những cái phong cách địa trung hải rất là hay. Đấy, cái gạch b, gạch lát này sử dụng gạch bông này. Gạch bông này có kích thước khổ tầm 40 x 40 hoặc 50 x 50. Nó rất là đẹp đấy phía chính giữa ngôi nhà chúng ta đặt một cái chậu lan hay là một cái chậu hoa tươi phía bên này thì chúng ta lại có một cái khu vực ban thờ ấy, có sử dụng một cái hệ vách cnc và phía bên này chúng ta đang sử dụng một cái bộ sofa phòng khách đấy, bộ ghế đồng kỵ ngày xưa ấy. phía bên trong đây là khu vực bếp và khu vực phòng ngủ của chúng ta phía bên tay trái quá đẹp đúng không ạ à, cái phong cách này cũng là một trong những cái phong cách rất điển hình đối với lại kiến trúc Á Đông của chúng ta rất nhiều những công trình resort công trình biệt thự của các diễn viên các ca sĩ người ta lựa chọn được phong cách nội thất này đây là gọi là phong cách Địa Trung Hải à, chúng ta có rất nhiều các phong cách phong cách Trung Hoa phong cách Á Đông phong cách Classic à, nếu những người nào mà thường đọc những cuốn sách về các phong cách thiết kế nội thất ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có đâu đấy tầm 18 đến 30 phong cách Đấy. Mà trong các video của tôi thì tôi ngắn gọn rồi Tôi chỉ gọi tạm nói chúng ta có 3 phong cách chính Để mọi người chúng ta gì ạ Chúng ta dễ nhớ Chứ còn để mà đọc ra những cái tên nước ngoài Những cái tên mà các kiến trúc sư ngày xưa chúng ta đã nhận Đã đã viết thành sách thì nó rất là dài Thế nên là trong các video tôi thì tôi gần như tôi sơ lược Cái gì quan trọng thì tôi nhắc Đấy. Cái gì không quan trọng thì tôi sẽ bỏ qua Tiếp tục chúng ta lên tầng 2 nào trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có một khu vực ban thờ dĩ nhiên rồi à, ban thờ chúng ta đặt dưới tầng 1 rồi thế thì trên tầng 2 chúng ta vị trí ban thờ chúng ta sẽ làm một khu vực để chống để chống cái này xử lý rất là tinh tế nhiều người thường hay tiếc ấy, thường hay đặt cái phòng ngủ chúng ta trên ban thờ là sai hoàn toàn phòng bếp phòng ngủ phòng vệ sinh cái đấy là cái chúng ta kiêng kỵ đặt trên ban thờ đấy còn các phòng còn lại tầng 2 chúng ta có 3 phòng trong đấy có một nhà vệ sinh hơi đáng tiếc rằng lại không có nhà vệ sinh chung chút nữa chúng ta xem qua một bằng xem có đúng hay không rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua chi tiết bộ sơ này, xem xem cái công năng bên trong nhà nó như thế nào. À, trước hết thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ sơ về hạng mục kiến trúc. Đây là một bộ sơ không thể thiếu được trong thiết kế. Chúng ta luôn nhớ cho tôi đòi hỏi cho tôi là có ba bộ sơ chính, một là kiến trúc này, hai là kết cấu này, ba là điện nước. Đây là ba bộ sơ bất gì vấn dịch chúng ta không thể thiếu được. Đấy luôn luôn nhớ cho tôi. Thế thì trong cái bộ sơ kiến trúc này chúng ta sẽ có những phần riêng sau. Đầu tiên là phần mục lục bản vẽ thiết kế. À cái này nó giống như cái việc chúng ta đọc một cuốn sách thôi. Thế thì trong cuốn sách của chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ có những cái phần thống kê, những cái chương chính, những cái bài chính, những cái mục chính đấy thế thì trong cái phần hồ sơ bản vẽ này chúng ta chỉ cần nhớ cho tôi bốn mục thôi một là mặt bằng à, mặt bằng thì nó sẽ có mặt bằng tổng thể mặt bằng chi tiết bởi vì nó liên quan đến phong thủy nó liên quan đến công năng sử dụng và nó liên quan đến giá tiền thứ hai là mặt đứng mặt cắt và thứ ba là chi tiết à, cửa chính cửa đi và thứ năm đấy là cầu thang đấy quý vị các bạn chỉ cần nhớ cho tôi những cái rất ít như vậy thôi dĩ nhiên trong này nó gồm hàng trăm bản vẽ lớn bé khác nhau chúng ta không thể nào chúng ta nhớ hết được thế thì đây là mặt bằng tổng thể này mặt bằng tổng thể là cái chúng ta phải xác định phải đo đạc rất cẩn thận một là chúng ta dựa vào bên địa chính gọi bên địa chính xuống anh cắm mốc lại cho tôi nhiều người cứ nghĩ rằng là đất trên biển đỏ chúng ta là của chúng ta nhưng đâu phải đâu có đúng bởi vì đất trên biển đỏ chúng ta đã quá lâu năm rồi cha ông chúng ta để lại nhiều khi là cha ông chúng ta cơi nới hay nhiều khi ngày xưa nhà hàng xóm người ta làm lấn sang chúng ta không để ý thế nên là một cái hình thù đất trong cái biển đỏ nhiều khi nó không giải quyết vấn đề gì muốn chính xác hơn thì chúng ta gọi bên địa chính xuống cắm các mốc độ Đấy, danh giới đến đâu Đấy, bởi vì pháp luật người ta luôn bảo vệ mình mà luôn luôn à, có một cái chúng ta ghim ở trên những cái à, địa chính của chúng ta Thế nên là trước khi làm chúng ta lưu ý và trên các mặt bằng tổng thể này chúng ta sẽ có một số những cái thông số chúng ta xem được. Thứ nhất là về hoa gió, hoa gió là hướng bắc luôn quay lên hướng 12 giờ. Cái thứ hai là chỉ giới đường đỏ, à, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng để biết được khuôn viên khu đất của mình được xây ở đâu. Nhiều người cứ thường nhầm tưởng rằng khuôn viên khu đất của mình rộng 000 m2 là mình được phép xây ở đâu cũng được, sai hoàn toàn. Bởi vì trong 000 m2 đấy nó chỉ có 200 m thổ cư thôi. Vậy thì muốn làm, muốn biết được thì chúng ta phải xác định cái thổ cư đạt ở đâu. À, nhiều trong cái sổ đỏ chúng ta là thổ cư nó nằm ở bất di bất dịch ở trong cái này thì chúng ta cần phải gọi địa chính xuống chúng ta cắm lại cái mốc thổ cư xác định là cái chuyển đổi thổ cư trong đấy hay là xác định di rời cái khu vực thổ cư đấy miễn sao chúng ta là 200m trong 1 m đấy à, nên là chúng ta lưu ý cái này rất là cái quan trọng nhiều người là thổ cư trên biển đỏ chúng ta nằm ở phía cuối đất thế lại xây ngôi nhà trước mặt tiền đất là sai hoàn toàn rồi muốn xây được trước hết chúng ta phải cần chuyển đổi cần xác định lại vị trí thổ cư đấy cần có một, một cái đơn để bên địa chính người ta xác định lại tiếp tục là cái vị trí khuôn viên khu đất chúng ta xác định được rồi thế thì cái nhà chúng ta sẽ đặt à, cái nhà sẽ đặt thế nhiều người nói rằng là trong một khuôn viên khu đất nó méo các cạnh nó không đều nhau nó không song song với nhau thì đặt thế nào cho đẹp thế thì chúng ta có hai phương án một là lấy cái cạnh trục đường là cạnh song song với mặt tiền ngôi nhà hai là lấy một cạnh bên là cạnh song song với khuôn viên ngôi nhà đấy thế thì trong ngôi nhà anh định này thì các kiến trúc sư đã lấy một cạnh bên là cạnh song song ngôi nhà thế thì khi bước vào chúng ta sẽ thấy là gì ạ cái nhà chúng ta không bị méo mó à đấy mới là cái quan trọng còn nếu như chúng ta xoay một cái góc chéo như thế này thì dĩ nhiên nhìn cái cạnh nào chúng ta ngôi nhà cũng sẽ bị méo và trông nó rất là xấu À, chúng ta xem qua mặt bằng bát trạch này mặt bằng bát trạch của gia chủ sinh năm 1989 à anh định khá là trẻ tuổi rồi à, hướng đông bắc là hướng sinh khí phúc lộc vẹn toàn hướng tây là hướng thiên y thiên thời che chở hướng tây bắc là hướng diên niên mọi sự ổn định hướng tây nam là hướng phục vị được sự giúp đỡ thế thì những cái màu sắc hợp đấy đấy chính là màu tím màu xanh nước biển màu đen màu nâu đấy, đấy là màu sắc của nam còn màu sắc của nữ sẽ là màu xanh nước biển màu xanh lá cây màu nâu màu vàng Thế khi mà chúng ta đã xác định được cái la bàn bát trạch rồi, chúng ta sẽ biết được là nên đặt hướng ban thờ ở đâu, đặt cầu thang ở đâu, đặt hướng bếp ở đâu. Đấy là cái chúng ta lưu ý. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem qua mặt bằng chi tiết không gian tầng 1 này. À khuôn viên khu đất nhà này rất đẹp nên cái mặt bằng à, gia đình nhà anh cũng rất rất là đẹp. Đấy thực sự tôi rất thích cái mặt bằng như thế này, nó uyển chuyển, nó không quá méo mó, nó không quá vát mà nó cho chúng ta một cái diện tích rất là vuông vắn. Thế thì trong ngôi nhà này chúng ta lại có hai lối tiếp cận. Đấy, một lối đi vào từ sảnh chính và một lối đi ra sảnh phụ. Người ta nói rằng là gì ạ? Trong một ngôi nhà có lối vào phải có lối ra, có cái chính phải có cái phụ và có đàn ông phải có đàn bà. Đấy chính là cái tiêu chí để chúng ta đánh giá ban đầu, đúng không ạ? Chúng ta đánh giá ban đầu một ngôi nhà như vậy là một ngôi nhà sẽ hài hòa về phong thủy rồi. Thế thì trong ngôi nhà này chúng ta sẽ để ý này, cái sảnh chính luôn luôn là sảnh nằm ở vị trí đẹp nhất và không được nằm trên một đường thẳng với tim sảnh phụ. Người ta gọi đấy là lỗi đồng trục xuyên tâm, một lỗi đại kỵ khiến cho gia chủ thất thoát về tài lộc khiến cho gia chủ không tích giữ được tài lộc. Thế thì cái sảnh phụ chúng tôi đặt ở hướng này là quá tuyệt vời rồi, quá chính xác rồi và sảnh chính luôn luôn là sảnh lớn nhất trong ngôi nhà. Cái thứ hai là ba cái bậc cầu thang đầu tiên không bao giờ được chạy ra ngoài sảnh chính. Đây quý vị và các bạn nhìn thấy tại vì sao? trong thiết kế này các kiến trúc sư lại quay vuông góc vào lại không chạy thẳng ra bằng ngoài sảnh chính đây cũng là lỗi thất thoát tiền của thế nên chúng ta lưu ý nếu như cầu thang đặt chính diện với cửa chính thì cái ba bậc đầu tiên chúng ta bắt buộc phải xoay một là xoay chéo hai là xoay vuông góc như thế này rất là hợp lý rồi đây là một trong những cái mà các kiến trúc sư ở Bắc đã được đào tạo nên tại vì sao xây dựng một ngôi nhà xong là chủ nhà bên Bắc luôn luôn là gì ạ ăn nên làm ra à, luôn luôn là có thêm tài lộc để giới thiệu thêm bạn bè hay là xây được tiếp tục những công trình mới Đi từ sảnh chính vào khu vực phòng khách chúng ta rộng 25m2 25m.5 à, Cái kích thước này là phù hợp rồi Bởi vì diện tích tiêu chuẩn sơ bộ của một phòng khách đang là 25m2 Khu vực phòng thờ rộng 3m8 À khu vực này chắc chắn sẽ rộng hơn rồi Phải rộng tầm uh, 18-19m thì đúng hơn Đây có thể là cái phòng thờ Đấy Bởi vì chiều ngang chúng ta đang là 35 Chiều sau chúng ta là 4m2 Thì nhân lên nó cũng phải rơi tầm 15m của chúng ta đi sâu vào trong thì chúng ta có một khu vực phòng bếp rộng 19 mét vuông phòng bếp của chúng ta sẽ liên thông cạnh với lại nhà vệ sinh và chúng ta sẽ có một phòng ngủ chính à, dành cho ông bà à, đây ông bà sẽ có hai giường thường tại vì sao lại ông bà có hai giường khi mà người già ấy, thì cái thói quen sinh hoạt của họ sẽ khác nhau và họ rất dễ bị mất ngủ thế nên là thường ông bà đã già rồi thì thường sẽ nằm mỗi người một giường và cái giờ giấc sinh hoạt có lúc ông sẽ đi ngủ rất sớm Nhưng mà có lúc bà sẽ à, đi đi ngủ rất là muộn Tại sao lại có cái lý do như vậy? Tại vì cái tuổi già rồi, mọi người biết là tuổi già giống như trẻ con ấy Đấy, Người già và trẻ nhỏ rất là giống nhau Bởi vì cái giờ giấc sinh hoạt của họ, họ không quản lý được Không giống như người lớn, người trưởng thành Những người trưởng thành thì họ có sức khỏe, họ có cái giờ giấc nó dễ rồi Bởi vì người già, người trẻ người ta chưa kiểm soát được những hành vi cá nhân của mình Thế nên là chúng ta biết là cái tại sao lại chia ra hai cái giường như thế này À, đến trên tầng 2 tầng 2 chúng ta có một phòng sinh hoạt chung một khu vực sân chơi và có tận 3 phòng trong đấy có một nhà vệ sinh như thế này thì hơi đáng tiếc nếu là tôi ấy, thì tôi sẽ chia cái phòng vệ sinh này làm hai phòng một là sẽ liên thông vào khu vực phòng ngủ 03 bởi vì phòng 03 này rất đẹp vừa có ban công này vừa có một nhà vệ sinh cấp kín còn lại phía bên ngoài này chúng ta sẽ sử dụng nhà vệ sinh chung đấy chúng ta chỉ cần mở rộng cái khu vực này ra ngăn đôi ở đây ra là chúng ta đã có hai nhà vệ sinh rồi và theo nguyên tắc thiết kế của chúng ta là hai nhà vệ sinh <laughs> 哟。Appeal. à, hai phòng ngủ thì cần tối thiểu một nhà vệ sinh còn lại ba phòng thì cần tối thiểu hai nhà vệ sinh thế thì trong ngôi nhà này có một điểm trừ là chúng ta trên tầng 2 chỉ có đúng một nhà vệ sinh đấy, đúng một nhà vệ sinh thì dĩ nhiên cái ngày lễ ngày tết mà các phòng này đều đầy ắp người ví dụ như đây là ba gia đình bé đấy ba người con có thể về đây nghỉ ngơi thì dĩ nhiên để trông chờ một cái nhà vệ sinh sử dụng công năng nó sẽ rất là bất hợp lý nên là đây là một điểm trừ nếu như quý vị có bạn mà làm một ngôi nhà như thế này để ý cho tôi một chút chúng ta chỉ cần xử lý này nới rộng ra một chút ngăn đôi ở đây ra là có thể biến tấu từ từ một nhà vệ sinh thành hai nhà vệ sinh đường ống nó vẫn đồng trục vẫn xử lý rất dễ dàng rồi xem qua phần mặt đứng và phần mặt cắt ngôi nhà này đây là trên mặt đứng này mặt đứng này quý vị các bạn nhìn đây nó giống hết nhau thôi à, đây là hình diễn họa bằng 3D hình mà thiết kế bằng 3D còn đây là hình bộ kỹ thuật dĩ nhiên là người thợ người ta sẽ nhìn vào bản vẽ này bởi vì bản bộ kỹ thuật chúng ta có hết kích thước cần để ý Thế thì trong bản bộ kỹ thuật chúng ta sẽ biết được chiều cao thông thủy dưới tầng 1 đang là 39, chiều cao thông thủy trên tầng 2 đang là 36 và chiều cao thông thủy trên tầng mái đang là 27. Vậy chiều cao từ đỉnh mái đến cốt không của chúng ta đang là 10.2, 10.2. Thế tại sao chúng ta lại có những kích thước này hay là chúng ta muốn lựa chọn kích thước nào cũng được đúng không? À sai hoàn toàn. Kích thước thông thủy nó là con số đẹp, con số chia hết cho 3 và nó liên quan mật thiết từ bên ngoài đến bên trong nội thất. Nó liên quan từ đồ đạc đến cái cách chúng ta sử dụng. Nếu quý vị không tin, quý vị các bạn lấy thước cho tôi, kéo đo cho tôi cái chiều cao trung bình của một cái tủ lạnh đi, một cái tủ bếp đi, hay một cái bàn ghế, hay cái bộ sofa. Chúng ta sẽ có một câu hỏi đặt ra là tại sao tất tần tật những cái đồ đạc đấy nó đều tuân thủ theo một cái kích thước đã định <laughs> tại vì nó liên quan đến tỷ lệ vàng của con người tỷ lệ vàng gọi là chiều cao trung bình sử dụng của con người tất tần tật nó đều liên quan đến như vậy thế nên là các kích thước chúng ta không nên tự ý chọn mà nên có sự tư vấn ở các chuyên gia kiến trúc sư thì ngôi nhà của mình nó vừa đẹp phong thủy nó vừa đúng về công năng rất nhiều người thường hay tự làm là lúc thì làm rất là cao lúc thì làm rất là thấp trông nó rất là vô duyên <laughs> rất là vô duyên. Thế câu hỏi thứ hai nhiều người thay thắc mắc là tại sao tầng 1 lại luôn làm cao hơn các tầng trên? Đấy, tầng 1 cao này tầng 2 lại thấp hơn một chút, tầng 3 lại thấp hơn một chút đây. Quý vị các bạn để ý một chút này sẽ thấy tầng 1 nó cao hơn tầng 2. Tại sao là như vậy? Tại vì có hai cái lý do. Thứ nhất là do góc nhìn. Nếu như một người đứng ở sân, đứng dưới sân chúng ta nhìn lên, chúng ta sẽ thấy bao giờ ngôi nhà nó cũng sẽ có cái độ hút và trông nó rất là vững chắc. Còn nếu như tầng 2 chúng ta cao hơn tầng 1 thì trông ngôi nhà đấy nó sẽ rất là chênh vênh. Đấy, là nguyên tắc thứ nhất. Cái lý do thứ hai là do cái công năng sử dụng dưới tầng 1 chủ yếu là phòng khách phòng thờ, phòng bếp nên chúng ta cần treo quạt trần, cần treo đèn chùm. Bởi vậy cần cái cốt cao độ nó cao hơn để chúng ta có thể vừa lưu thông không khí tốt này, vừa treo được những cái đồ như quạt trần, đèn chùm. Còn lại trên tầng 2 thì chủ yếu chính của chúng ta là các phòng ngủ thôi. Thế nên là chúng ta không cần cái chiều cao trần quá cao. Đấy, đấy là cái cách lý giải cho chúng ta. Tiếp tục chúng ta xem qua phần mặt cắt. À, mặt cắt mới là phần quan trọng những người thi công những người xây dựng như chúng tôi chúng tôi chỉ để ý đến các phần mặt cắt thôi bởi vì đọc qua mặt cắt được thì chúng ta sẽ thấy được những cái chi tiết trong này à, thế trong này chúng ta có ba loại nét thứ nhất là nét hách hay còn gọi là nét đậm nét đen đậm gọi là nét hách hách ở đây có nghĩa là gì có nghĩa là chúng ta cắt qua các vật thể như sàn như cột như dầm thì chúng ta sẽ hách theo đúng cái vật liệu ví dụ như các cái màu đen như thế này gọi là hách qua bê tông tức là cắt qua bê tông những cái gạch chéo như thế này là cắt qua tường còn những cái chấm li ti như thế này là cắt qua cốt nền cốt sàn đấy nó giống như việc chúng ta bổ một trái mít thì bổ một trái cau như vậy thôi chúng ta dùng một con dao con dao này nó thể hiện là cái mặt cắt AA hay là mặt cắt BB có nghĩa là mặt cắt dọc hay mặt cắt ngang đấy ở trong kỹ thuật của chúng tôi thì chúng tôi nói một cái dễ hiểu thôi nhưng tuy nhiên mọi người chưa có kiến thức thì tôi đang cố minh họa là thế nào mọi người dễ hiểu nhất thế thì giống như việc chúng ta bổ một trái cau chúng ta cần một con dao cắt qua đây gọi là cắt dọc này đấy, cắt dọc thì chúng ta sẽ nhìn thấy được à ngôi nhà này có đổ bê tông đấy, có những vị trí đổ bê tông mái sàn sau đấy là vì kèo và dán ngói trên đây thì có một cái lối lên thăm trần và phía dưới đây là đóng thạch cao toàn bộ đấy cái cách chúng ta dễ đọc cái thứ hai là nét liền thấy nét liền thấy chúng ta sẽ thấy được những cái vị trí như ô cửa sổ này bậc cầu thang này đấy còn cái thứ ba là nét đất hay còn gọi là nét khuất là những cái nằm sau cái vật thể của chúng ta tuy nó có hiện hữu nhưng mà chúng ta lại thấy được nó nằm sau các vật thể chúng ta bị che đi rồi thì chúng ta gọi đó là nét đất và nét khuất đây là cái mặt cắt bên đấy, mặt cắt dọc và mặt cắt bên của chúng ta chúng ta cũng thấy tương tự thôi thế thì đến đây quý vị và các bạn chú ý cho tôi một cái điều này rất quan trọng cực kỳ quan trọng đấy chính là cái cốt ban công và trong nhà vệ sinh bắt buộc chúng ta phải hạ cốt sàn đấy chúng ta phải hạ cốt sàn tại vì sao tại vì chúng ta cần phải đánh dốc thoát nước đấy, cần phải có chỗ thoát nước bởi vì nếu như đa số những cái đơn vị thi công những cái đơn vị thợ thường người ta sẽ ghép cốt pha phẳng lì bởi vì người ta rất ngại uh, cắt cốt pha rất ngại là gì ạ hạ cốt nền nên là người ta cứ ghép một cái mặt phẳng từ bên ngoài vào bên trong sau này người ta lại cán nền phía bên trong cao hơn bên ngoài tầm một hai phân làm như vậy thì sau này nước mưa lớn ấy, nếu không may nó bị tắc thì nó sẽ chảy ngược vào trong đây là cái tôi gặp rất nhiều rồi à, còn cách chúng ta làm đúng ấy, thì chúng ta phải hạ sản âm và đánh dốc đủ độ dốc và cái đường ống thoát đủ lớn thì chúng ta sẽ không lo cái nước ban công chúng ta bị ngập hay nước trong nhà vệ sinh không may chúng ta để cái vòi nước nó chảy lâu ngày thì nó sẽ bị ngập cái nền của chúng ta À, tiếp tục là chúng ta xem qua cái nhà vệ sinh à nhà vệ sinh là một trong những không gian rất quan trọng nó bé nhưng tuy nhiên trong đấy chúng ta lại đưa vào rất nhiều đồ nào là lavabo nào là vách kính tắm đứng nào là vòi hoa sen nào là bệt xí có quá nhiều các thiết bị trong đấy nhưng mà tuy nhiên mỗi một cái thiết bị chúng ta lại không định vị trước chúng ta lại không xác định trước thế thì trước khi làm nhà cái chúng ta sai lầm nhất ấy là chúng ta không mua trước những trang thiết bị không đặt hàng trước những trang thiết bị Thế thì tại sao chúng ta phải cần đặt trước? À cái này mới là cái hay này. Khi các kiến trúc sư thiết kế một cái tủ bếp ấy, thì chúng ta cần có cái thông số tủ bếp đây là bếp từ đơn hay bếp từ đôi hay bếp từ hồng ngoại hay là hút mùi sử dụng kính cong hay là kính phẳng hay là không sử dụng hút mùi hay là cái tủ lạnh chúng ta sử dụng tủ đôi hay là tủ đơn thì sau đấy chúng ta mới trừ cái ô cái ô tủ bếp chúng ta mới vừa được hay là các lavabo này, bệt xí này, chúng ta cũng phải biết là cái vòi chờ chúng ta đặt bao nhiêu phân, âm vào trong tường chứ không sau này chúng ta mua về chúng ta chắc chắn là phải đục lại phải câu rồi nối rồi làm rất nhiều cái mất thời gian Thế nên là trước khi làm nhà quý vị của bạn nhớ cho tôi lựa chọn chưa cần mua chúng ta ra ngoài siêu thị điện máy lựa chọn cái mã màu đấy cái mã sản phẩm đấy và nhớ cho tôi cái mã đấy là được sau này thì thợ người ta lắp đặt hay là các kỹ sư người ta lắp ráp nó sẽ khớp 100% nó không sai lệch đi đâu được Tiếp tục xem đến cầu thang À cầu thang mới là cái quan trọng Cầu thang nó là một cái nhân giao thông Một cái huyết mạch ở trong nhà Nó là cái kết nối tầng 1 và tầng 2 Thế nên là nhiều người nói rằng là cầu thang tôi muốn làm thế nào cũng được sai hoàn toàn Cầu thang có hai nguyên tắc Thứ nhất là chiều rộng với thang bao giờ cũng sẽ lớn hơn 1 mét Đấy, trong ngôi nhà này gia đình nhà anh Định đang làm là một men bốt rất tốt rồi. Rất nhiều người thằng hay nghe thợ ấy, nói rằng cầu thang tôi chỉ cần làm 80 phân đến 90 phân là thoải mái đi rồi. Đúng rồi, thoải mái đi thật nhưng khi mà nhà lễ Tết ấy chúng ta bưng cái mâm cơm lên cúng các cụ các bạn, quý vị mới thấy rằng lời tôi nói là chính xác. Hay là hai người đi lên đi xuống tránh nhau, lúc đấy mọi người mới thấy tôi nói là chính xác đúng ạ? Và khi làm với vế thang rộng nữa cái người bước người ta cũng sẽ không thấy mệt. Đấy, và đặc biệt là bưng cái mâm đổ cơm lên cúng các cụ chúng ta thấy nó thoải mái rất nhiều Đấy, vấn đề thứ hai là đánh số theo số cung Đấy, sinh lão bệnh tử tương ứng với 21 bậc 22 bậc 23 bậc 24 bậc và 25 bậc 25 thì sẽ quay về cung sinh là cung 21 Đấy, chúng ta nhớ cho tôi là như vậy là được rồi Thế thì trong cái bậc cầu thang, bậc cuối cùng không bao giờ chúng ta được lựa chọn là bậc chẵn Nhớ cho tôi là như vậy, không lựa chọn bậc 22, không lựa chọn bậc 24 Mà chúng ta sẽ chọn là 21 bậc, 23 bậc hoặc 25 bậc Đấy, có nhiều người nói rằng là tại sao lại lựa chọn là 23 bậc bởi vì 23 bậc nó xấu thế nên là nhiều người lại nói rằng là 23 bậc là nó rơi vào à, cái cung là cung bệnh Đấy, nhưng mà không đúng bởi vì là chúng ta 23 bậc thì nó cũng chưa chắc đã rơi vào cái cung bệnh trong cái phong thủy trong cái cách đọc của chúng ta có hai cách đọc một là sinh lão bệnh tử Đấy, cái thứ hai là chúng ta lại đọc theo hình thức khác là sinh bệnh lão tử thế thì 23 bậc lúc đấy là lão rồi lão là chuyện rất bình thường cái này là cái do cái cách chúng ta đọc thôi nhưng mà con số 21 23 25 thì nó đều đẹp nó không bị ảnh hưởng gì à, tiếp tục chúng ta sẽ xem đến cái phần thứ tư đó chính là cái phần cửa chính và cửa đi nó liên quan đến thước lộ ban muốn tra cứu được thước lộ ban chúng ta lại cần vào website cần lên cái mục trên cùng này cái mục trên cùng là mục website gọi là mục thước lộ ban trong này nó sẽ có ba loại thước một là thước lộ ban 52.2 gọi là thước thông thủy về cửa đi cửa sổ hai là thước lộ ban 42.9 gọi là thước dương trạch chuyên đo về khối bệ bậc cái thứ ba là thước lộ ban 38.8 là thước lộ ban chuyên đo về âm phần về tủ thờ ban thờ thế cái cách tra cứu ấy, cách tra cứu chúng ta nhớ cho tôi này lấy kích thước phủ bì trừ đi khuôn bao phòng đẹp nó sẽ còn kích thước lọt sáng lọt khe ví dụ như trong bộ cửa này chúng ta nhập là một năm một nó sẽ tự động chạy Đấy, nếu như không may nó rơi vào cung đen gọi là cung quang tài thì chúng ta nhớ điều chỉnh lên các cung đỏ cung đỏ là cung đẹp ví dụ như rơi vào cung đại tài này nó nằm trong khoảng thể tướng khoảng này khoảng đỏ quá tuyệt vời rồi gặp khoảng này thì chủ nhà sẽ luôn hanh thông về mọi mặt con cái tấn tài tấn danh sinh con quý tử đầu lòng còn nếu như không may rơi vào cung đen là cung ngục tù cung à, uh, chiêu ôn đấy, nó rơi vào cung thiên tặc khoảng thiên tặc này rất là xấu nó khiến cho chủ nhà là bị bệnh hay là tay bay vào gió kiện tụng tù ngục đấy chúng ta để ý một chút cho tôi cái này là cái rất là quan trọng đấy, tiếp tục hồ sơ thứ hai tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đây chính là hạng mục về kết cấu kết cấu hay là điện nước nó là hồ sơ liên quan đến kỹ thuật nhiều thế nên là trong các bộ hồ sơ này thì tôi không nói quá sâu bởi vì nó là các cái phần để cho thợ để cho kỹ thuật để cho các kỹ sư người ta kiểm tra qua để uh, gò thi công đúng theo bạn vẽ thì trong cái phần kết cấu này chúng ta sẽ có 3 phần, thứ nhất là phần đế, phần mái. Đối với lại kết cấu phần đế đấy, hay còn gọi là phần móng thì chúng ta có 3 loại, thứ nhất là móng ép cọc áp dụng cho những công trình là đất ao hồ đất đầm lầy, đất yếu. Thứ hai là móng băng hay móng bè thì chúng ta sẽ sử dụng cho nền đất liền thổ, đất cứng lâu năm. Và thứ ba là móng đơn, móng cốc thì chúng ta sẽ sử dụng cho đất đồi, đất đá. Đấy rất là dễ hiểu thôi. Còn phần thân thì chúng ta đang sử dụng là hệ bê tông cốt thép trụ lực không giống như ngày xưa. Ngày xưa cha ông chúng ta là tường trụ lực. Nhưng với ngày nay chúng ta là hệ bê tông cốt thép trụ lực và tường bao bên ngoài là tường đôi 100% công trình của Mark Home là tường bao là tường đôi còn tường ngăn phòng là tường đơn rất nhiều người thắc mắc rằng tại sao mắc Home lại xây tường ngăn phòng là tường đơn bởi vì cái bản chất là tường ngăn phòng nó có chịu lực đâu nó không phải là yếu tố chịu lực mà chúng ta xây tường đôi vào nó lại bị chật diện tích đấy căn phòng chúng ta đang là 12 mét vuông tự nhiên chúng ta xây tường đôi vào nó chỉ còn 10 mét vuông tội gì chúng ta cần làm vậy Thế nên chúng ta lừa nhớ cho tôi Đừng nghe lời thợ, đừng nghe bất kỳ ai Cứ nghe lời tôi là được rồi Tôi đã nói những cái gì thì những cái đấy nó đã được tích góp đúc kết quá lâu năm rồi còn lại biện pháp thi công phần mái chúng ta thì có 3 biện pháp. Thứ nhất là chúng ta không đổ phần bê tông mái bằng. Đây là biện pháp giúp cho cái chi phí chúng ta rất tiết kiệm. Đấy, cực kỳ tiết kiệm luôn nhưng mà tôi lại khuyên không làm bởi vì làm như vậy nó không bền nó tiết kiệm nhưng mà nó không bền có thể giúp cho chúng ta tiết kiệm hai ba trăm triệu nhưng khẳng định rằng là nó lại không bền biện pháp thứ hai là chúng ta đổ bê tông máy bằng xong chúng ta lợp vì kèo siêu nhẹ và dán gói đây là biện pháp phải đến 90 mọi người đang làm còn biện pháp thứ ba là đổ bê tông máy bằng xong tiếp tục đổ bê tông máy vát thì cái này chúng ta lại không cần lợp về kèo chúng ta lại có thể sử dụng được cái phần tum ở trên mái nhưng tuy nhiên biện pháp này nó lại rất tốn kém bởi vì không khác gì chúng ta xây một ngôi nhà 3 tầng do chúng ta đổ bê tông mái vát toàn bộ phần trên mái thế nên quý vị và các bạn lưu ý cho tôi đấy là cái cách chúng ta kiểm tra qua phần kết cấu thế thì trong bản vẽ kết cấu này nó sẽ gồm hàng trăm hàng trăm bản vẽ lớn bé khác nhau có cái cách quy cách ghép cốt pha đấy, có quy cách cắt đặt sắt thép như thế nào này và bảng thống kê đấy, quý vị các bạn lưu ý cho tôi rất dễ dàng rồi trong cái hồ sơ thiết kế mắc hôm này rất cụ thể và chi tiết rồi thế nên là thợ không bao giờ ăn bớt được không bao giờ đánh tráng vật tư vật liệu được bởi vì nó chỉ định đến từng viên đai một từng viên gạch một từng cây thép một thì làm sao có thể ăn bớt được không giống như ngày xưa ngày xưa là cha ông chúng ta thường hay giao tù mù giao hết cho anh thợ cai bởi vì chỉ có đúng thợ cai người ta mới có thể là bóc được khối lượng và thợ cai thì bao giờ người ta cũng sẽ bóc dư bóc dư thì thợ người ta ăn trộm ăn cắp rất nhanh thế thì tại vì sao mà ngày xưa chúng ta làm bị phát sinh nhiều đó là như vậy còn với ngày nay thì khẳng định làm đến đâu chính xác tuyệt đối đến đấy nó không bị phát sinh không bị mất trộm mất cắp như giống như trước đây Và hồ sơ thứ ba tôi muốn giới thiệu Đấy chính là hồ sơ về điện nước điện nước trong một công trình thì tôi cũng đã nói quá nhiều rồi Đấy, nó là cái cách để chúng ta bố trí các lỗ điện, các ổ điện, các thiết bị. Rất nhiều trường hợp tôi đi đến Tân Gia các nhà, nó thường hay gặp cái trường hợp là bị nhảy áp do là khi mà nhà đông người, ấy, nhà có cổ, có chạp là chúng ta sử dụng một loạt bếp hồng ngoại, một loạt bếp từ bật cùng lúc lên thì cái cường độ điện, cái công suất điện lúc đấy nó sẽ bị nhảy lên một cách rất là mạnh. Ví dụ như trong những ngôi nhà mà chúng ta bật một lúc là 10 bếp từ, mà cái đường dây điện chúng ta không tính toán thì sau này chắc chắn nó sẽ bị nhảy. Thế thì làm cách nào để chúng ta tính toán được? Là chúng ta phải chia lộ ra thôi. Ví dụ chúng ta chia lộ là cái đường cho chiếu sáng chúng ta dùng dây bé, cái đường để sử dụng cho công suất lớn như điều hòa, những bếp hút mùi, những bếp từ chúng ta sử dụng là cái đường dây lớn, cái tiết diện lớn. Thế thì chúng ta sẽ luôn yên tâm, bởi vì nó vừa đúng công suất mà nó lại đảm bảo cho chúng ta cái độ an toàn, cái công suất chúng ta sử dụng được. Đấy, video ngày hôm nay thì tôi đã vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong các công trình tôi khẳng định rất đẹp. Công trình này chỉ có đúng một cái điểm trừ đấy chính là tầng 2 không có hai nhà vệ sinh. Dĩ nhiên cái này là phụ thuộc vào cái nhu cầu gia chủ thôi thì tôi không nói quá nhiều. Nhưng nếu như mà mọi người làm thì chúng ta nên để ý cho tôi là chúng ta nên làm hai nhà vệ sinh ở trên tầng 2 thì sẽ được điểm 10. Nên công trình này tôi chấm điểm là rơi vào 9 trên 10 9 trên 10 điểm các vị và các bạn lưu ý nhá thì đây là một trong những mẫu nhà tôi khẳng định rất đẹp về hình khối ngoại thất không có một cái từ ngữ nào có thể chê được nó quá đẹp mắt nó quá bắt mắt rồi quý vị và các bạn có nhu cầu thiết kế hay thi công chọn gói bên Mark Home ấy, hãy liên hệ đến số cá nhân của tôi 096 445 888 hoặc 09240 99999 hoặc 08281 3333 333. quý vị và các bạn lưu ý rằng hiện tại có rất nhiều đơn vị giả mạo Mark Home thế nên hãy gọi qua các số hotline này để kiểm tra một cách chính xác nhất xin chào Mắc quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Home, hệ thống thiết kế thi công chọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắc đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắc Home đưa lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắc Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mckhome đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mckhome đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu so vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình nên việc xây nhà với Mắc Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắc Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mắc Home, giá trị tạo nên thương hiệu. ngoại hình của ngôi nhà một cảm giác thì nó mang cái sự khác biệt quả thật là với những cái nhà của miền tây thì em thấy được cái cái <laughs> đi <laughs> lại đi một tiếu để cho lâu giờ quá cái ra